Taruwanaga Ayam Fadanta Thamma Sawanakalo Ayam Fadanta Thamma Sawanakalo Ayam Fadanta. Ba tòa thanh tịnh Bồ Đề, mười phương thiên chúng hội về nghe kinh, pháp màu diệt tận vô minh, pháp màu độ khổ sinh linh vạn loài, từ dục giới vân đài sáu cõi, đến thiên cung sắc giới hữu hình, chư thiên đã tạo duyên lành, cho theo phước quả thiện sanh đến giờ, các ngài ngự bến bờ đồng ruộng, hoặc hư không châu quận thị phường, non xanh rừng rậm đất bằng, hoặc nơi quán cảnh xóm làng đường xa, xin đồng thỉnh dạ xoa chư chúng, càng thắt bà long chủng nơi nơi, tầm ao thành quách lâu đời, hoặc là sông nước biển khơi trùng trùng, pháp vi diệu nghìn thân nan ngộ, đào thầm thâm kiên khổ khó vào, ngày tàn tháng lùng qua mau, đắm si trần cảnh đuối đầu tử sanh, đây là giờ chuyển kinh vô thường, đây là giờ tụng pháp âm, lời vàng lý nghĩa cao thâm, xin chư hiền giả lắng tâm thọ trì. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Tassa nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biến tri đáng cúng dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lánh giữ lời quần sanh. Itipiso Phagawa Arahang Samma Sambuddho Vincha Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisadamma Sarathi Santhadeva Manusanang Buddho Phagawati. Hồng danh Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, ơn đức thiện thề cao dày, bậc thế gian giải chỉ bài chân tâm, vô thường sĩ đoạn mầm ách phược, bậc trọn lành điều ngự trượng phu, trời người quy phục đạo sư, bậc thế tôn hiển chân như độ đời. Xoa kha tô ga quà ta thăm mô sẵn đinh thi cô a ca li cô e hi pa si cô ô ba na di cô ban chan tăng quê đi thăm bô vinh nhu hi ti. Pháp bất diệt cha lành khéo dài, lìa danh ngôn hí luận nghĩ bàn, vượt thời gian vượt không gian, thiết thực hiện tại hoát nhiên tỏ tường, pháp hướng thượng đến rồi thấy rõ, lìa si mê xả bỏ vọng trần, trí nhân ngộ tánh chân nhân, tự mình chứng nghiệm pháp thân diệu thường. Supatipanno Phagavato Savakasangho Uchupatipanno Phagavato Savakasangho Nyayapatipanno Phagavato Savakasangho Samichipatipanno Phagavato Savakasangho Yadidang Chantari Purisa Yugani Antapurisa Pungla Sāphagavato Sāvakasangho Āhu nay yo Bāhu nay yo Đăng khi nay yo Anchalikarani yo Anuttarang Puññakhettang Lokassati. Bậc diệu thanh đệ tử, bậc chánh chơn pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niệm, thánh đức cao cả, phước điền dày sâu.
Vandami cheti yang sambang sambatha ne subatun thi tang saririkatha tu maha bhutan bhutarubang sakalang sada Vandami yang sambang sambatha ne subatun thi tang saririkatha tu maha bhutan bhutarubang sakalang sada Vandami cheti yang sambang sambatha ne subatun thi tang Saririkatha tu maha bhutan bhutarubang sakalang sada. Con xin cung kính nhất tâm, đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, Bồ Đề Bảo Tháp gần xa, đời đời hương liệu, trầm hoa cúng dường. Cha ra tham mom hi cha rang anati to ya thi tham mom hi pya thân anati to ma ra na tham mom hi ma ra nang anati to sam be hi me bi ye hi ma na be hi na na pha wo vi na pha wo kama sa com hi kama da ya do kama yo ni kama ban tu kama pa ti sarano yang kamang karisa mi kang ya nang wa ba ba kang wa ta sa da ya do pa wi sa mi e wang am he hi a phin hang ban cha wang khi tam bang bu che mi buon ku su me na ne na buon ye na me te na cha ho tu mong khang bum phang mi la ya ti ya tha ai đằng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha văn bồ chê mi thâm măng cu su mê na nê nôn nhê na mê tê na cha hô tu mâm khăn bùm phăng mi la gia tỳ gia thái đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha văn bồ chê mi sang khăn cụ su mê na nê na buôn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bùm phăng mi la gia tỳ gia thái đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha văn Sambe santa awe ra hon tu sukita hon tu nindung kha hon tu am ya ban cha hon tu ani kha hon tu di kha yu kha hon tu ado kha hon tu sam ban ti hi sam nin chan tu sukhi an ta nang pariharan tu dung kham ban ta cha nindung kha pha yam ban ta cha nim pha ya so kam ban ta cha ni so ka hon tu sam be bi ba ni no u ka sa ma yang phan te quy sùng quy sùng rằng kha nan tha ya ti sa ra ne na sa ha an thang ga sa mang na ga tang u bồ sát thang ya cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích tu ti yam ti ma yang te quy sùng rằng kha năng thà gia ti sa ra nề na sa ha an thằng sa ga mang na tăng u bồ sa thằng già cha ma bạch quá đức chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo không giữ hành theo được sự lợi ích lần thứ nhì tất ti dầm ti ma dằng phần tề quy sùng rạc kha nán thà gia ti sa ra nề na sa ha an thằng ga sa măng na ga tăng u bồ sa thằng già cha ma bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tâm quy và bát quan trai giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba và kính mạch ngài trí đức
Bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh Ngài thay mặt chư Tăng để truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy Nha, Nam mô Thầm Mai Nha, Nam mô Sân Khai Nha. Cái tiền kinh lễ thì tôi không được đức tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chị Nguyên Như, chị Trần Đạo, chị Nhiều Quân, chị Cùng Nhược, chị Thị Lâm, chị Trần Thư, chị Duyên, chị Thị An Lạc. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát quan trai giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa lăng ga chi ha mi, con đem mình làm phần tỉnh xin quy Phật. Đồng mong sa lăng ga chi ha mi, con đem mình làm phần tỉnh xin quy pháp. Sang khang sa lăng ga chi ha mi, con đem mình làm phần tỉnh xin quy tăng. Được đi dòng bị bụt đăng sợ đăng gai chá hà mi con em làm thành tính xin quý Phật lần thứ nhị. Được đi dòng bị đấm măng sợ đăng gai chá hà mi con em làm thành tính xin quý Pháp lần thứ nhị. Được đi dòng bị sang thắng sợ đăng gai chá hà mi con em làm thành tính xin quý Tăng lần thứ nhị. Tạp tì yam bi bu đam sa nang gai cha ham bi con em lòng bình tĩnh xin quy Phật lần thứ ba. Tạp tì yam bi đam mang sa nang gai cha ham bi con em lòng bình tĩnh xin quy Pháp lần thứ ba. Tạp tì yam bi sang tăng sa nang gai cha ham bi con em lòng bình tĩnh xin quy Tăng lần thứ ba. Mô Bụt Thầy Giá, dạ đạo tràng nghe được con lại chưa ạ? Dạ, sa thú ngô. Bụt Thầy Sa Ra Nằng Gách Trà Mí, Thầm Mằng Sa Ra Nằng Gách Trà Mí, Sẵn Khẳng Sa Ra Nằng Gách Trà Mí. Con đem hết lòng thành kính xin quy y, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti dầm bi bút thần sa ra nằng gách trà mi. Đu ti dầm bi thầm mằng sa ra nằng gách trà mi. Đu ti dầm bi sẵn khẳng sa ra nằng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm pi bu thần sa ra nằng gách trà mi. Ta ti dầm pi thầm mằng sa ra nằng gách trà mi. Ta ti dầm pi sẵn khẳng sa ra nằng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tì sa nạc ra hà năng nịt thi tăng pháp quy đảm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phần tê và chúng con xin vâng. Bà na thi bà ta quê ra mà ni thi kho phát năng tâm ma lý gia mi. Con xin vâng những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinna dana về là mình đi sẽ khâu với năng sinh mệnh giao mi còn xin bây giờ điều học là quy chánh xa sự trộm cắp abramacharya về là mình đi sẽ khâu với năng sinh mệnh giao mi còn xin bây giờ điều học là quy chánh xa sự thông dâm mục sa hoa về là mạnh đi sẽ có năng sinh mệnh giao mi
Con xin với những điều học là quy chánh xa sự nói dối. Sura mê ra ya ma cha pa ma da tha na Vê ra mạ ni si ka pa đăng sa ma li ya mi Con xin với những điều học là quy chánh xa sự dễ dương rượu và cá chắc say Quy ca lạc khô chắc nam Vê ra mạ ni si ka pa đăng sa ma li ya mi Con xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa sự ăn sái giờ Na che ghi ta wa di ta vi su ka da sa na ma la gan tha vi le ba na tha ra na man ga na vi phu sa na tha na Vê ra mạ ni si ka pa đăng sa ma li ya mi Con xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa sự múa hát thô kèn đờn Xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thô có phận và đều cảm hoa ôn chai sa ya na ma ha sa ya na vê ra ma ni si kha pa đăng sa ma li ya mi con xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp ba na ti ba ta vê ra ma ni si kha pa đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me raya man cham ba ma dan tha na we ra ma ni sikha ba dang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. We ka la pho cha na we ra ma ni sikha ba dang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Natchagi ta qua đi su ka da sa na ma la gan tha vi le ba na tha ra na man da na vi phu sa nan tha na Vê ra ma ni sikha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát, thổi tèn đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn, trang điểm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo tràng hoa. Ucha sayana maha sayana Vê ra ma ni sikha ba đăng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng ắt thăng ga sa măng na ga tăng vua tháp bánh nha tăng u bồ sa thăng y măng cha răn tịnh y măng cha đi qua sang Samma đề qua phi răng khi tùng samadhiyama. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo, trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết Bàn trong ngày vị lai. Thasikabadhani ubo sathasi lavasena iman charatting iman charivasam sathukam katvanga bamadena samarakitapang. Điều Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và các quan trai giới nơi tam bảo rồi, có nắm quan hình theo cho được trong sạch chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Ma Phật Tê và chúng con xin vâng. Sì lệ na su ca tinh doan tị sì lệ na phu ca tâm bạc đai sì lệ na ni phu tinh doan tị tật mai sì lăng vị số thát dê
cho nhân sinh được sanh về cõi trời, cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập nước bàn, cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử Phật Lan thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thụ sa thụ lần thai. Ua ta mang ghê na quan đê hăng ba đa băng sung qua rúa ta mang bùa thê vô khá lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng ua ta mang ghê na quan đê hăng thăm măng cha đu vi thăng qua răng thăm mê vô khá lý tô đô sô thăm mô khả ma tu tăng ma măng ua ta mang ghê na quan đê hăng sang khan ru vi thô ta mang sang khê vô khá lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng. Và con xin kính thỉnh Ngài Trí Đức nên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Sư Rạch Miệng Mê Bụt Thác Sê Thô Tà Rê Bồ Tô Chê Đạc Kí Nê Hoa Mạng Tê Mộc Găng La Nô Bồ Rà Tô Bí Đạc Cá Thế Giang Bành Chí Mê Ma Mã Nân Đô Kỳ Nà Sa Hoa Chê Đô Chí Sa Sa Măn Tà Lô Cà Bà La Chí In Đà Đê Hoa Sá Phra Ca Ê Tê Sang A Núp Hoa Vê Nà Sàm Bê Phá Giao Bát Nà Hoa Nê Ca Ân Thá Rai Gia Pì Vì Nà Sân Tu Hoa Sê Sato Sitiya Chanagatha Sin Thamantu Sin Thamantu Sin Thamantu Idam Palang Etasmin Ratanata Yasmin Sambasadana Chem Ta Sôn cầu xin cho hoa của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Trí Đức đã truyền tam quy và bát quan trai giới, cũng như đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Văn kính chi cu sa la cam măng canh tâm băng kỳ huy văn ma ma ca dê na quá cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng dê san ta san ni no an thi dê cha san ta a san ni no ca tăng buôn nhà pha lăng mê hăng sam bê pha ghi pha quánh tu tê dê tăng ca tăng suy đi tăng đinh năng buôn quên nhà pha lăng mà già dê cha tâm thà na cha nam thì đệ quá ganh toa ni quê đà dung sầm bê lô cam hi dê sanh ta chi quan ta ha ra hê tu ca mà nuôn nhân phô cha năng sầm bê la phan tu ma ma chê ta sa ti Karani yamantha kusale na yam tang san tang badang na phi sa manh cha sang ko uchu cha su wachu cha samudu anatima ni san tua sa ko cha su faro cha am ba kinh cho cha san lau ka vuon ti san tân tri yo cha ni pa ko cha am ba gam pho ku le su ananu kinh tho na cha khu đằng sam ma cha rê kinh chi dê na huynh nhu ba rê u ba qua đê dung su khi nô và khê mi nô hòn tu sam bê san ta pha quan tu su khi tan ta dê kê chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di kha wa dê ma han ta wa chi ma ra sa ca nu ca thu la đến tha hóa dê hòa an đến tha dê cha đu rê hòa san ti a vi đu rê phụ ta hóa sam pha quê si hóa sam bê san ta pha quán tu su khi tan ta na ba rô ba răng ni cung bê tha na ti man nhê tha chi năng kinh chi pya đô sa na ba
thi kha nya nan nya man nya sa dung kha min che ya ma ta ya tha ni yang pu tang a yu sa e ka pu ta ma nu rang khe e wam bi sam ba pu te su ma na sam pha wa ye a pa ri ma nang me tan cha sam ba lu Do ca na sang pha wa ye a pa ri ma nang u thang a tho cha ti ri yan cha sam ba thang a we rang a sa ban tang tin thân cha rang ni sinh no qua sa ya no qua ya wa sa wi ga ta min tho ê tăng sa tinh na thính thay và brahma mê tăng vi ha răng ni tha ma hồ đính thinh cha nu ba gam ma se la qua đa sa ni na sam pan no ca mê su vi ne và ghê thăng na hi cha tu gam pha se yang bu na re ti ti Hiền nhân có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng thanh tịnh, an bình, tiến vào cực lạc vô sanh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang, thanh bần thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh, luyến mong dục trần, không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sanh, dồi dào hạnh phúc, hòa bình, sanh nhai, cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, ngắn dài, bình trung, béo gầy, nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tưởng, muôn trùng gần xa, chưa sanh hoặc đã sanh ra, thải đều cộng hưởng hà sa phước lành, nguyện không dừa, lạc, nguyện không lừa gạt dối manh, khinh người miệt chúng, hư danh trang hiền, giàu cho thân thuộc sớm diện, người dương kẻ lạ các miền xa xăm, trong cơn phẫn nộ giận thầm, cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người, do lòng từ mẫu thanh tươi, trăm cây ngàn đắng vui cười vì con, giàu cho một mất một còn, bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi, tình thương ghi tạc đời đời, lòng từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang, học đòi từ mẫu gương vàng, mở lòng thương xót bủa tràn gần xa, chúng sanh trong cõi xa bà, thoát vòng khổ não, vượt ra luân hồi, hàng ngày rải khắp nơi nơi, bốn phương tám hướng, gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vì tha, gọi những tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù, cố tâm niệm niệm công phu, khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền, nằm ngồi mặc niệm thường xuyên, sưu tầm đầu cái gieo duyên niết bàn, đó là phương pháp thế gian, đó là hành kiểm đưa đàn vô sanh, thánh nhân ca tụng tán thành, xuôi lòng thánh vức, lữ hành nhập lưu, vượt lên đến mức tối ưu, khai thông tuệ nhãn tầm sư đỉnh đầu, a hàm đạo tuệ gươm màu, đoàn tuyệt tài kiến xả câu dục tình, bất lai cảnh giới hữu hình, phạm thiên tạm ngự, nghiêm minh bàn. Nắc mô bức tha giá, nắc mô tham mà giá, nắc mô sanh khai giá, và một lần nữa, xin kính đảnh ngài cả trí đức, và nguyên như xin kính chào thầy kinh, và con cũng xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính chân mít lại cho thầy ạ. Nắc mô bức tha giá. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sai Khai. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức, và kính chào tất cả quý vị trong room. Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học diệu pháp. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi vừa có biết được là quyển sách mà diệu pháp mà qua quá trình dạy học cũng gần 2 năm nay, thì Châu Nguyễn rồi gì Châu Nguyễn rồi Như Quỳnh rồi Trà My đã có bỏ công sức ra để mà
làm lại cho gọn ghẽ xong xuôi rồi ấn tống ra. À, sách đã được xuất bản, đã được in ra, được rất là quan hỷ, rất là xa thú, và được Nguyên Như viết một bài viết rất là cảm động, post lên cho tất cả mọi người. Đó là cũng là một cái phước đức rất là to lớn. Không ngờ những cái buổi học này quý vị gom sao hay, công nhận cho Châu Nguyễn cũng hay, làm hay, gom lại hết làm sao thành quyển sách cũng rất là xa thú, rất là đẹp, rất là quan hỷ. Coi sách xin mời Nguyên Như lên đọc cái phần đó. Em muốn đọc không? Rồi mời Nguyên Như lên đọc cái phần mà gì đó trong sách đó. Rồi xin mời Nguyên Như nha. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, Nguyên Như con xin kính đọc. Đây cũng là lời tri ân của lớp học để dành cho chư Tôn Đức Thăng Tăng và cho thầy ạ. Lời tri ân: kính thưa chư Tôn Đức Tăng già, kính thưa quý vị Phật tử xa gần trong và ngoài nước, lớp học Nguyên Như Kỳ Viên xin ra mắt với chư vị cuốn sách nhỏ Vi Diệu Pháp Cơ Bản, làm theo giáo trình của lớp học vào mỗi tối thứ sáu bên Mỹ, cũng như mỗi sáng thứ bảy bên Việt Nam trong thời gian hơn một năm rưỡi qua. Cuốn sách này được thực hiện qua sự nhiệt tâm soạn thảo giáo trình và dạy học của thầy Kinh Milanda. Thầy đã từng là đệ tử xuất gia của Ngài Đại Hòa Thượng Thiền Sư Ubanita và đã theo học Vi Diệu Pháp với Hòa Thượng Bửu Chánh, và cũng nhận được sự chỉ giáo trực tiếp về môn học này của cố Đại Lão Hòa Thượng Giác Chánh. Với tinh thần học phát hành pháp tinh cần và với tấm lòng bi mẫn đối với thế hệ sau, thầy Kinh đã đến với lớp học của chúng con qua lời mời của sư chủ rum Nguyên Như Kỳ Viên, sư Thanh Tâm. Từ đó đến nay, thầy đã bỏ công dạy chúng con không hề mệt mỏi, đem cả tâm huyết của thầy để dành cho thế hệ mai sau. Chúng con thành tâm ghi nhớ và tri ân thầy Kinh với tất cả tấm lòng thành kính, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn hộ trì cho pháp thể của thầy lúc nào cũng được khang an, để thầy có sức khỏe và tinh thần để dẫn dắt chúng con đi trên bước đường sắp tới. Nói đến lời tri ân sâu xa thì chúng con phải nhắc đến công đức vô lượng của sư Chánh Định. Ngài đã vào rum Phật giáo Nam truyền của Ngài Trí Đức vào trung tuần tháng 7 năm 2018 để thỉnh mời thầy Kinh Milanda ra mặt để truyền dạy lại môn diệu pháp này cho thế hệ trẻ. Và do nhân duyên này, thầy Kinh đã nhận lời mời và đã mở ra một bước trong Phật giáo Nam truyền về sự truyền bá của môn vi diệu pháp tại hải ngoại cũng như trong nước. Lớp học Nguyên Như Kỳ Viên cũng không thể nào quên được sư chủ rum Thanh Tâm. Sư là đệ tử chân truyền của Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu. Với tâm từ và tinh cần, mỗi ngày sư đều vào đạo tràng mở lớp cho chúng con được học tập. Nếu không có tâm ý và sự góp sức của sư Thanh Tâm, mỗi đêm mở cửa đạo tràng cho chúng con, và nếu không có sư dùng lòng thành để mời thầy Kinh về dạy cho lớp, thì tất cả những việc thiện lành mà chúng con đang làm đây đều không thể xảy ra. Nguyên Như Kỳ Viên xin tán thán công đức thiện lành của em Châu Nguyễn, là một môn sinh rất siêng năng và tích cực của lớp. Châu đã và đang vào lớp mỗi tuần để phụ đánh máy và bốt bài cho thầy Kinh trong mỗi buổi học, và sau đó em về chăm chỉ làm lại từng bài học một thành những sơ đồ rất rõ ràng, dễ hiểu cho mọi người có thể theo dõi bài của thầy. Nguyên Như Kỳ Viên xin giới thiệu một vị môn sinh khác rất trẻ tuổi và rất thông minh, rất xuất sắc của lớp học, tên là Như Quỳnh. Em là một trợ thủ đắc lực của Châu Nguyễn trong việc bốt bài trên lớp, cũng như dò lại từng sơ đồ thảo trong cuốn sách nhỏ này. Một học viên khác cũng rất là xuất sắc của lớp học chính là Trà My. Em có bề dày kinh nghiệm về kiến thức Phật học cũng như kiến thức chuyên môn về Thánh Ngữ Pali. Trà My cũng giúp đỡ rất nhiều trong việc bốt bài cho thầy Kinh và cũng đã hùng phước trong việc in ấn cuốn sách nhỏ này. Một nhân vật khác cũng rất quan trọng của lớp Nguyên Như Kỳ Viên là giọng oanh vàng của MC Nguyên Trang,
Mỗi lần Nguyên Trang cất tiếng đọc kinh Pali thì cả lớp học như nín thở ngồi nghe với tâm thật thành kính và thật là hoan hỷ. MC Nguyên Trang đã trào lên một khí thế ham học cho lớp. Rất sa thú công đức lành của Nguyên Trang đã hỗ trợ cho lớp Nguyên Như Kỳ Viên trong bao năm qua. Nguyên Như Kỳ Viên cũng xin tán thán công đức thiện lành của Thi Lâm, một vị môn sinh lúc nào cũng rất khiêm tốn và thích ẩn danh, là người thâu bài cho tất cả các room của Phật giáo Nam truyền trên Bao Thoát. Không có sự trợ giúp của Thi Lâm, thì cho Nguyễn và Như Quỳnh không thể nào quay trở lại để nghe những bài pháp để bổ khuyết cho từng bài học. Nguyên Như Kỳ Viên xin thay mặt Phật tử khắp nơi kính tri ân tất cả các vị mạnh thường quân ẩn danh đã đài thọ phí tổn cho việc in ấn cuốn sách Vi Diệu Pháp cơ bản lần này. Nguyên Kỳ Viên cũng xin tri ân tất cả các tăng ni Phật tử đã ủng hộ cho Rum trong hơn 4 năm qua. Nhờ có công sức của mỗi người trong chư vị mà Phật giáo Nam truyền thêm được bền vững và truyền lại cho hết thế hệ mai sau. Ý đăng mê buồn nhằn à xá quắc khá già quá hằng hồ tú. Phước lành này của chúng con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Ý đăng mê buồn nhằn níp bà nát xá bách chá dù hồ tú. Phước lành này của chúng con nguyện là duyên thành tựu được niết bàn. Má hà buồn nhá phà gần sắp bá sắp tà năng phà chề mí. Phần phước của chúng con xin chia đều đến tất cả sanh linh. Tề sắp bề mề xá măng buồn nhá phà gần lá phành tú. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đồng đều nhau cả thảy. Những việc thiện lành do chúng con làm nơi đây, tuy kẻ nhiều người ít, kẻ trước người sau, song về phần phước thiện thanh cao, tất cả chúng con nói chung, mỗi người trong chúng con nói riêng, phước thiện đồng đều nhau cả thảy. Xin thưa, sắp thịt không bán, xem như là một phần món quà pháp bảo để tặng đến chư vị có tâm nghiên cứu và học hỏi phần luận tạng cao thâm của Đức Thế Tôn. Quý vị muốn thưởng sách xin vui lòng nhắn tin vào comment dưới đây. Chỉ cần trả tiền cước phí, cho Nguyễn và Như Quỳnh sẽ trực tiếp gửi đến cho mọi người. Nam Mô Bức Tha Giá, Nguyên Như Kỳ Viên Kính Bút, tháng Giêng năm Canh Tý, năm 2020. Dạ con xin kính nhường mic lại cho thầy ạ. Rất là hoan hỷ khi mà tất cả các học viên đã làm được cái điều mà khó làm, điều rất là tuyệt vời. Thì cũng cầu mong do cái phước báo này nguyện cầu cho tất cả luôn được sự an vui hạnh phúc, phát sanh trí tuệ và sớm thành tựu được những gì mình như ý nguyện của mình. Thì đây là cũng là một cái công đức rất là to lớn. Rồi bây giờ chúng ta trở về thực tại, quay đi về thực tế. Nếu mà vô bài học thì trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho Bhagavato Dhammaṃ. Arahaṃ sammā sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādayami. Svakkhato Bhagavatā Dhammo Dhammaṃ Namassāmi. Suppatibanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi. Samma sambuddhamattulaṃ sassaṃ magganuttamaṃ apivādiyapāsissaṃ abhidhammasaṃgaṃ. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo họ chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Rồi kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp cái bài về sự ha. Về sự ghi đức là học mới cho tới sự hậu kiếp. Như vậy mời cô Nhật Quỳnh ha, post bài lên. Giờ quý vị có muốn đọc hết nguyên bài không, hay đọc hết cái phần sự không, hay là đọc phần nữa, không biết theo quý vị sao. Nếu bài dài quá thì giờ mình không biết theo quý vị cho ý kiến đi. Nếu mà đọc hết thì
cho cái bông đọc nữa ghi phần nữa. Đọc hết không, đọc hết hay là đọc phần nữa? Nếu đọc hết thì theo có một cái cách nữa là mình đọc hết bài nhưng mà ba người tình nguyện đọc thôi cho nó bớt thời gian chút. Không biết quý vị nghĩ sao đây? Alo. Dạ là sao cô Nhật Quỳnh, cô Ba, Quỳnh Như, Thi Lâm, rồi Hồng Nhật, rồi gì đó vân vân, đọc hết luôn ha, quý vị muốn đọc hết không? Đâu tùy được, tùy rồi đọc hết đi, đọc hết đi. Bây giờ vài người chính lên đọc cũng được rồi, mấy người phụ ngồi nghe cũng được ha. Bây giờ cử ra ba người đi đọc, cô Meta nè, cô Nhật Quỳnh nè, cô Quỳnh ha, rồi Nguyên Như là ba, ba vậy đọc rồi sau đó chúng ta vô bài học. Bài bài hơi dài đọc, mình cũng đọc hết cho nó tròn đủ cái ý nghĩa của cái bài á. Nếu mà đọc nữa thì ta đó cắt ngang thấy cũng nó làm như nó bị gì, nó bị thiếu thiếu gì. Để thôi cố gắng đọc hết ha. Rồi mời mời quý vị. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Và cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và theo ý kiến Huynh Kinh mà nói đọc hết bài á, thì Nhật Quỳnh xin phép để cho Trần Đạo đọc, tại vì Trần Đạo và chị Meta ít có dịp thì để quý vị này đọc Nhật Quỳnh một bài thôi. Dạ, chứ mà Nhật Quỳnh dành đọc nữa thì thấy vui duyên quá. Dạ, rồi giờ mà vị nào đưa tay lên đi Nhật Quỳnh một bài ra cho. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Trước hết con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc. Kích chá sanh gá hô, toát yếu sự. Dạ, để con coi. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã biết, nghe rõ. Dạ, con xin đọc tiếp. Kích chá sằng gá hê, kích chá ní na má. Bá tí sàn thí phá quăng gá. Quách chá ná đát xá ná, xá quá ná, khà giá ná. Sa giá na phú sa na sam ba tích cha na sam ti ra na quốc tha ba na cha quá na ta đà lầm ba na chú ti quá xê na chú đa sa quý tha ni phá hoàn tí. Trong phần tóm lược về sự có tất cả 14 loại là: một, tục sinh; hai, hộ kiếp; ba, hướng tâm; bốn, thấy; năm, nghe; sáu, ngửi; bảy, nếm; tám, xúc chạm; chín, tiếp thâu; mười, quan sát; 11, xác định; 12, động tốc; 13, thập di; và 14. Bá tí san thí phần gà quách chá ná bành chà quý.
Nhà nát tha na đi quá xề ná ba ná tê sang đá sa tha tha na phê đồ quê đi tấp bồ lối phân loại các tâm này phải được hiểu rằng có mười là một tục sinh, hai hậu kiếp, ba hướng tâm, bốn ngũ sông thức, vân vân. Tát tha đuôi bất khả xá giá ta sàn tì rã nà ní chê quá áp thá má hà quý bà cà ní chả ná quá ru bá quý bà cà ní chà tí ê cô ná quỳ xá tí chích tà ní bá tỷ sàn thí phá quằng gá chú tí kích chà ní nà má. Có 19 loại tâm làm nhiệm vụ tục sinh, hậu kiếp và tử. Các loại tâm ấy là một, hai loại tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả. Hai, tám loại tâm đại hòa thiện, dục giới. Ba, chín loại tâm quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. A quát cha ná kích cha ní ba ná đười tát tha đát xá ná xá quá ná khà giá ná xa giá ná phú xá ná sầm bá tích cha ná kích cha ní cha. Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm cùng thế ấy, hai loại làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp thâu. Tì ni san tì ra ná kích cha ni. Có ba loại làm nhiệm vụ quan sát. Má nô đòa ra quách cha ná mê quá. Banh chả đòa rê quốc thả bá ná kích chẳng xà thê tí. Ý môn hướng tâm làm nhiệm vụ xác định trong tiến trình ngủ sông thức. A quát chá ná đòa giá quát chí tà ní cú xá la cú xá lá quý già chích tà ní banh chá bàn nà xá chá quá ná kích chà ní. Ngoại trừ hai loại hướng tâm, 55 loại là 12 tâm bất thiện, 21 thiện, 8 tâm dục giới, cộng 5 tâm sắc giới, cộng 4 tâm vô sắc giới, cộng 4 đạo, 4 quả và sơ thiền và 18 duy tác làm nhiệm vụ động tốc. Tha ma ha quý ba ca ni chê quá san ti ta nắp ta dành cha tỷ ê ca đã xá ta đà lầm bá ná kích cha ni. Tám tâm đại quả dục giới và ba loại tâm quan sát làm nhiệm vụ thập di. Tề số bá na lề u bách kha sa ha yat ta san tì
ra na chít ta ni ba tí sàn thí phá quăng gá chú tí tá đà rằm má ná sàn tì ra ná quá xê ná bành chả kích chà ní na má. Trong các loại tâm, hai tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả, làm năm nhiệm vụ như tục sinh, hộ kiếp, tử thập di, quan sát. Ma hà quý bà ca ni áp thá bá tí sàn thí phá hoàng gã chú tí tá đà râm má ná quá xê ná chá tú kích chà ní. Tám loại tâm đại quả dục giới làm bốn nhiệm vụ như tục sinh, hộ kiếp, tử và thập di. Ma hạt gá tá quý bà cà ní ná quá bá tí sành thí phá hoàng gá chú tí quá xề ná tí kích chà ní. Chín loại tâm quả đáo đại làm ba nhiệm vụ như tục sinh, hộ kiếp và tử. Sô ma nát xá xá há gã tăng sàn tì rá năng tá đà lầm bá ná quá xề ná đú kích chăng. Tâm quan sát đồng phát sanh với thọ hỷ, làm hai nhiệm vụ như quan sát và thập di. Ta thà quốc thá bá nành chá quốc thá bá nà quát chá ná quá xề ná. Cùng thế ấy ý môn hướng tâm làm hai nhiệm vụ như xác định và hướng tâm. Xê nà ní bá ná sắp bà ní bí chá quá ná má nô thà tốt tí cá bành tá huỳnh nhà nà ní giá thà sầm phá hoàng ê cá kích chà ní tí. Tất cả những loại tâm còn lại đóng tóc ba ý giới và ngũ song thức chỉ là một nhiệm vụ duy nhất khi phát sanh. Bá tí sàn thà đá vô nà má kích chá phê đê ná chút đá xá đá xá thà thà ná phê đê ná chích túc bà đà bá cà xí tà át thá sát thí ta thà đê chá ná quát thá thá đời dạch thà dạch thắc cá năng cá măng dạch thà cá măng ê cá đi tí chát tú bành chá kịch chạch thà na ní nít đi xê. Có tất cả 14 loại tâm được dạy tùy theo sự như tục sinh vân vân và 10 tùy theo phối hợp, tùy theo lối phân loại. Những loại tâm là một nhiệm vụ được dạy rằng có 68, hai nhiệm vụ có 2, ba nhiệm vụ có 9, 4 nhiệm vụ có 8 và 5 nhiệm vụ
có hai. Dạ, như vậy con đã đọc xong. Con kính cảm ơn thầy. Dạ, con nhường mic cho người khác ạ. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Dạ, con xin đọc bài. Kích cha sang ga hồ, toát yếu sự. Kích cha sang ga hề, kích cha ni na ma. Pa ti san thi, pha hoàng ga. Vách cha na da sa na, sa va na. Kāyāna, sāyāna, fūsāna, sampatityāna, santīrāna, vatthabāna, javāna, tadālambāna, chuttivāsena, chuttasavithāni phāvanti. Trong phần tóm lược về sự, có tất cả 14 loại là 1. Tục sinh, 2. Hộ kiếp, 3. Hướng tâm, 4. Thấy, 5. Nghe, 6. Ngửi, 7. Nếm, 8. Xúc chạm, 9. Tiếp thâu, 10. Quan sát, 11. Xác định, 12. Động tốc, 13. Thập di, và 14. Là tử. Ba tí sanh thí phá hoàng gà, vách chá ná bành trà, quỳnh nhà, nách thà nà đi, quá xề ná, bá ná tề sằng đá xá thà, thà ná phề đồ, quề đi tắp bồ. Lối phân loại các tâm này phải được hiểu rằng có 10 là 1. Tục sanh, 2. Hộ kiếp, 3. Hướng tâm, 4. Ngủ song thức, vân vân. Tha đuệ u bách khà sa ha gá tá sành tì rá nà ni chề quá ách tha má hà quý bà cà ni chá ná quá rù bá quý bà cà ni chà tí ê cù ná quỳ xá tí chít tà ni bá tí sành thí phá hoành gá chú tí kích chà ni nà má. Có 19 loại tâm làm nhiệm vụ tục sinh, hộ kiếp và tử. Các loại tâm ấy là 1. Hai loại tâm quan sát đồng sanh, phát sanh với thọ xả. 2. Tám loại tâm đại quả thiện dục giới. 3. Chín loại tâm quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. À vách chá ná kích chá ní bá ná đề ta thà đá xá ná xá quá ná khà giá ná xà giá ná phu xá ná xâm bá tích chá ná chà ní chá. Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm cùng thấy ấy, hai loại làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp thâu. Tì ni san di ra na kích trà ni có 3 loại làm nhiệm vụ quan sát. Má nô đòa ra vách chá ná mê quá bành chá đòa rề vách tha bá ná kích chăng xa thề tí. Ý môn hướng tâm làm nhiệm vụ xác định trong tiến trình ngủ song thức. À vách chá ná đòa giá vách chí tà ní cú xá lá khí già chí tà ní bành chá bành nhà xá chá ná kích chà ní. Ngoại trừ hai loại hướng tâm, 55 loại là 12 tâm bất thiện, 21 thiện, 8 thiện dục giới, 5 thiện sắc giới, 4 tâm vô sắc, 4 thiện vô sắc giới cộng với 4 đạo,
bốn quả. Siêu thế và 18 duy tác làm nhiệm vụ động tóc. Atthamaha quý bà ca ni chê quá san ti ranat tá dan tà tí ê ca đá xá tá đà lầm bá ná kích trà ní tám tâm đại quả dục giới và ba loại tâm quan sát làm nhiệm vụ thập di tê su bá ná đuề ú bách khà xá há gá tá sành tì rá ná chích tà ní bá tí sành thí phá hoành gá chú tí tá đà rầm má ná sành tì rá ná quá xề ná bành chá kích trà ní nà má. Trong các loại tâm, hai tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả làm năm nhiệm vụ như tục sinh, hộ kiếp, tử, thập di, quan sát. Ma hà quý bà cà ni ách tha pa tí sành thí phá hoành gá chú tí tá đà rầm ma ná quá xề ná chá tú kích trà ni. Tám loại tâm đại quả dục giới làm bốn nhiệm vụ như tục sinh, hộ kiếp, tử và thập di. Ma hát gá tá quý bà cà ni quá pa tí sành thí phá hoành gá chú tí quá xề ná tí kích trà ní. Chín loại tâm quả đáo đại làm ba nhiệm vụ như sinh, hộ kiếp và tử. Sô má ná xá xá há gá tăng sành tì rá nặng tá đà lầm bá ná quá xề ná đú kích chàng. Tâm quán sát đồng phát sanh với thọ hỷ làm hai nhiệm vụ như quan sát và thập di. Tá thà quát thá bá nành chá quát thá bá nà quát chá ná quát xê ná cùng thấy ấy ý môn hướng tâm làm hai nhiệm vụ như xác định và hướng tâm. Xê xà ní bá ná sắp bà ní bí chá quá ná má nô thà tút tí cá bành chá quỳnh nhà nà ní giá thà sầm phá hoàng ê cá chích chà ni tí. Tất cả những loại tâm còn lại động tốc ba ý giới và ngũ song thức chỉ là một nhiệm vụ duy nhất khi phát sanh. Bá tí sanh thà đá vô nà má kích chá phê đề ná chút đá xá thà thà ná phê đề ná chí túc bà đà bá cà xí tà ác thá sách thi ta tha đề cha na vách tha đề giá tháp cá tăng ê cá đuý tí cha túc bành cha kích chát tha na ní đích đi xê. Có tất cả 14 loại tâm được dạy tùy theo sự như tục sinh và 10 tùy theo lối phân loại. Những loại tâm làm một nhiệm vụ được dạy rằng có 68, 2 nhiệm vụ có 2, 3 nhiệm vụ có 9, 4 nhiệm vụ có 8 và 5 nhiệm vụ có 2. Dạ con xin dâng mic lại cho người kế ạ. À. Nam mô Bức Thái Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài
Trí Đức, con kính chào chú Kinh, con kính thảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. À. Bài dài quá, dạ con xin đọc. Kicca sangha hồ toát yếu sự. Kicca sangha hề kicca ni ma ni na ma. Pati san thi phát quần ga vát chana dasana sawana khayana sayana phusana sampati chana santirana quốc thapana chawana tadalambana chuti vasena chutta sau vithani pha hoành tí. Trong phần tóm lược về sự có tất cả 14 loại là: một, tục sinh; hai, hậu kiếp; ba, hướng tâm; bốn, thấy; năm, nghe; sáu, ngửi; bảy, nếm; tám, xúc chạm; chín, tiếp thâu; 10, quan sát; 11, xác định; 12, động tốc; 13, di; và 14, tử. Bhatisan thi pha hoàn gà vách chana pa pan cha huỳnh nhà nát thà nà đi qua xề nà pa nà tề sẵn đá sát thà thà nà phê đồ quê đi tát bồ. Bốn phân loại các tâm này phải được hiểu rằng có 10 là: một, tục sinh; hai, hậu kiếp; ba, hướng tâm; bốn, ngũ song thức, vân vân. Tát tha đuê upekha sahagat tasan ti rana niche wa ap Thamaha vi bà cà ni cha nau vá rù bà rù ba vi bà cà ni cha ti e cù na vi sa ti chít ta ni pa ti sang thi pha quần gat pha quần gat chút ti kít cha ni nà ma. Có 19 loại tâm làm nhiệm vụ tục sinh, hộ kiếp và tử. Các loại tâm ấy là: một, hai loại tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả; hai, tám loại tâm đại quả thiện dục giới; ba, chín loại tâm quả thuộc sắc giới và vô sắc giới. Avacchana kicca nibbana dwe tathadasana sawana khayana sayana pusana sambatichana kicca ni cha. Hai loại làm nhiệm vụ hướng tâm. Cùng thế ấy, hai loại làm nhiệm vụ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tiếp thâu. Tì ni sàng tì ranak sàng tì ranak kích chà ni. Có ba loại làm nhiệm vụ quan sát: mano đoà ra quát cha nam mê quá bành cha đoà rề quốc tháp bán kích trần xà thề tí. Ý môn hướng tâm làm nhiệm vụ xác định trong tiến trình ngủ song thức. Avacchana đoà giác quát
citta ni kusala kusalakit no. Kusala câu nào? Kusala kusalakriya citta ni bancabanna sau quá ai da đọc nhiều quá tụi lỗi à bancabanna sacchau wanakicchani loại trừ hai loại hướng tâm 55 loại là 12 tâm bất thiện 21 thiện 8 tâm dục giới cộng 5 tâm sắc giới cộng 4 tâm vô sắc giới cộng 4 đạo 4 quả ta, 4 quả ST là gì ta? Là gì? Sư thế thú xa thú chú 4 quả siêu thế và 18 duy tác làm nhiệm vụ động tóc. Wow, bảo quá. Attama ha vibhaka niche asanti ranatta yan jati ekadasatta lambanakicchani. Tám tâm đại quả dục giới và ba loại tâm quan sát làm nhiệm vụ thập di. Tê supanadve upekha sahagata santi ranachittani batis sang thi pháp quần gác chú ti đã chẳng đọc này xong chắc lẹo lưỡi quá đặt gọc lại nhé tề subanadve upekha sahagata santi ranachitta nipati sang thi pháp quần gác chú ti ta đà ramana sang tỳ rana se wase na ban cha kit cha ni na ma trong các loại tâm hai tâm quan sát đồng phát sanh với thọ xả làm năm nhiệm vụ như tục sinh hộ kiếp tử thập di quan sát xong hả cô? Dạ đọc con học hết rồi phải không cô? Trời ơi, chưa nữa. Maha vipaka ni attapati santi pavanga kuchitada ramana vasena chatukicca ni tám loại tâm đại quả dù làm bốn nhiệm vụ như tục sinh hộ kiếp tử và thập di. Mahat gata vipa ka ni na vapati sang thi pa quan gat chuti vase na tikit chà ni chính loại tâm quả đại làm ba nhiệm vụ như tục sinh hộ kiếp và tử somanasasahagatang santiranang tadalambana vasena dukkicchang dukkicchang tâm giác đồng phát sanh với thọ hỷ làm hai nhiệm vụ như quan sát và thập di. Tathāvaka
tát thà quốc tháp nhành châu quốc tháp ban nà quát cha na quát xề na. Cùng thế ấy, ý môn hướng tâm làm hai nhiệm vụ như sắc và hướng. Xề xà ni pa na sắp bà ni pi châu văn na. Man nô thà tút tí ca bành châu quỳnh nhà nà ni gia thà sầm ba quần ê ca kích chà ni tí. Tất cả những loại tâm còn lại động tốc ba ý giới, ba ý giới và ngũ song thức chỉ là một nhiệm vụ duy nhất khi phát sanh. Ba tí sanh thà đa dồ nam nà ma kích chấp về đề na chút đa sát thà thà na về đề na chít túc bà đà ba cà si tà át tha sát thít ta thà đề trang quát tha đề gia thà gia. Ồ, hồi nãy con thấy cái chữ này nè, chú Kinh, cái chữ mà dắt tha, cái chữ này hai chữ ca hay là phải chữ ca hát không chú? Dạ, con thấy cái chỗ này là mình viết sai hay là nó đúng mà mình phải đọc làm sao chú? Dắt đúng hả chú? Vậy mình đọc làm sao? Cái đó là nó là tại vì nó có dấu gạch là mình là cái gì đó là trường âm thông thường, độc đại dạ, về độc đại luôn. Giá thà cam mừng, giá thà cam mừng e cách quy ổ e cách duy tí chất tu bần chất kích chất thà nà nín nít tí xê. Trời ơi, đọc cái này chết luôn. Cái này còn xong rồi cô. Có tất cả 14 loại tâm được dạy tùy theo sự như tục sinh vân vân, và 10 tùy theo lối phân loại. Những loại tâm là một nhiệm vụ được dạy rằng có 68, hai nhiệm vụ có 2, 3 nhiệm vụ có 9, 4 nhiệm vụ có 8 và 5 nhiệm vụ có 2. Ở đọc xong rồi hả? Oh my god. Trời ơi, nó muốn hơn cái chào chẹo cái miệng luôn rồi chú ơi. Dạ dạ con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con đọc sai nhiều lắm. Dạ cảm ơn. Dạ con xin xuống mít ạ. Rồi, xa thứ. Mà dài quá. Rồi, ba người đọc đủ rồi, đọc nhiều quá. Dài quá, hết giờ luôn. Rồi, hôm nay tạm vậy đi. Bữa nay học cái bài nó 14 sự mà nó dài. Nhưng mà mình đọc nữa thì nó thiếu là tí xuống. Thấy không đúng. Thành ra thôi ráng đọc cho hết chút xíu rồi ha. Rồi nãy thấy gì đó không quên rồi. Thấy bên nhá xì lá chắc hỏi vậy rồi dông mất tiêu. Hỏi chút rồi dông mất. Rồi, lại chúng ta vô bài học ha. Kỳ trước là mình học về sự tục sinh và sự hậu kiếp. Tức là học về những cái liên quan tới vấn đề tục sinh bằng những loại tâm nào. Và hậu kiếp bằng những loại tâm nào, mình đã học được hai phần ha, thứ nhất nhì. Rồi bây giờ mình vô phần thứ ba, tiếp theo số ba là sự thấy. Ba là sự thấy. Rồi theo quý vị, sự thấy về tâm xuống dòng cái điều tâm thì gồm những loại tâm nào?
gồm những cái tâm nào quý vị? Hello, em đâu rồi? Alo, nhận thức đã xa hữu sự thấy là hai tâm nhãn thức phải nói luôn là sự thấy tâm là hai tâm nhãn thức, hai nhãn thức là thọ xả quả thiện quả thiện là hai tâm nhãn thức. Tâm hai tâm nhãn thức đúng rồi, tâm ghi hai chấm là hai nhãn thức ha. Rồi tâm sở bảy tâm sở biến hành đồng sanh chung đó ha, bảy tâm sở biến hành. Rồi xuống dòng số 3, số 4, sự nghe. 4, sự nghe. Tâm, 2, nhĩ thức. Tâm sở, 7, tâm sở biến hành. Tâm sở, 7, tâm sở biến hành. Dòng số 5, sự ngửi. Tâm, 2 tỷ thức. Tâm sở, 7 tâm sở biến hành. Số 5, đến số 5 rồi, số 6, sự nếm. Tâm, 2 thiệt thức. Tâm sở, 7 tâm sở biến hành. Số 7, sự xúc. Tâm, 2 thân thức. Tâm sở, 7 tâm sở biến hành. Rồi, đó tức là chúng ta sẽ thấy những cái vấn đề này trước ha. Tức là giờ nói về sự thấy, tức là nói về hai cái tâm nhãn thức. Tức là một là nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, hai là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân. Thì một trong hai cái tâm nhãn thức này nó làm cái sự, làm cái phận sự là để thấy, cho nên thì tâm nó thấy chứ không phải là con mắt nó thấy. Bây giờ để là con mắt chỉ là cái cửa, là cái môn hoặc là cái hệ thần kinh để nó làm cái chỗ để cho tâm nhãn thức nó sanh lên, nó nương cho nó để nó bắt lấy cái cảnh sắc. Thì như vậy cái tâm để mà cái sự thấy mà làm được thấy là phải là có tâm mới thấy được, còn một người mà không có tâm, một người chết rồi không có tâm thì không thể thấy được. Thì như vậy cái sự thấy tức là hai tâm nhãn thức, một là quả thiện, hai là quả bất thiện. Khi chúng ta thấy những cảnh xấu, cảnh điêu tàn tức là chúng ta phải lãnh chịu thấy những cái quả bất thiện, còn khi chúng ta thấy những cái điều tốt lành, những cái điều thiện, những cái điều mà hay ho đó thì nó chúng ta được quả thiện. Thì như vậy cái sự làm việc của cái sự thấy chính là hai tâm nhãn thức này, và hai tâm nhãn thức này nó nằm trong thuộc về tâm vô nhân ha, thuộc về nhóm tâm vô nhân. Thì hai tâm nhãn thức này nó chỉ có bảy tâm sở biến hành đồng sanh chung đó thôi, là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền thắc ý, tức là chỉ có bảy tâm sở biến hành này sanh chung với nó thôi, bởi vì nó bị qua cái vấn đề mà
tác động của ngoại cảnh một cách máy móc ha, tức là qua cảnh sắc nó tác động vào cái thần kinh nhãn, hay là ta gọi là tinh nhãn, tức là thần kinh nhãn. Thì khi nó tác động vào thần kinh nhãn như vậy thì cái tâm nhãn thức là nó sanh lên để nó thấy được, nó biết được cái cảnh sắc đó bằng một cái phản ứng do nhiên tự tác động tự nhiên của nó đụng vô mắt, nó truyền tín hiệu vô cái tâm nhãn thức sanh lên để bắt thấy cảnh sắc. Thì do như vậy nó chỉ cần bảy cái tâm sở biến hành đầu sanh chung cho nó, hỗ trợ cho nó thì nó phát sanh ra hai tâm nhãn thức này, một là thiện, hai là bất thiện. Rồi đó là chúng ta thấy về cái sự thấy. Còn cái sự nghe thì cũng vậy luôn, sự nghe khi mà âm thanh nó tiếp xúc vào cái thần kinh nhĩ hay là tinh nhĩ thì một trong hai tâm nhĩ thức sanh khởi, thì nó tâm sẽ là hai cái nhĩ thức, một là nhĩ thức và xả quả thiện, hai nhĩ thức và xả quả bất thiện. Hai nhĩ thức này nó sẽ lên lương qua cái thần kinh nhĩ để nó bắt lấy cảnh thinh. Thì như vậy cái sự nghe chính là tâm nhĩ thức nằm trong tâm vô nhân ha. Mình thấy trong cái nhóm vô nhân thì có những cái đó ha. Thì đó là một trong hai cái nhĩ thức. Nếu mà chúng ta nghe những cái điều tốt lành, những cái điều mà đẹp đẽ, nghe những cái lời mà cao thượng thì lúc đó chúng ta được hai cái tâm, một được một cái tâm nhĩ thức thuộc về nhĩ thức thọ xả quả thiện. Còn chúng ta nghe những cái điều xấu, những cái điều mà tệ hại, những như bị chửi, bị nguyền rủa, hay là chúng ta nghe những âm thanh xấu xa ghê tởm thì lúc đó chúng ta bị tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện, nó sẽ lên nó làm cái sự nghe, chịu nghe, bị nghe những cái cảnh đó. Nếu mà bất thiện là bị, còn nếu mà thiện thì coi như là được. Một là quả bất thiện, hai là quả thiện. Thì với sự nghe này chúng ta có được hai tâm nhĩ thức và tâm sở đồng sanh chung, nó cũng vậy, cũng là bảy tâm sở biến hành. Rồi sự ngửi, tức là khi mà cái cảnh mùi á, cảnh cảnh hương nó bay, nó đụng vô, nó tiếp xúc với hệ thần kinh của cái lỗ mũi mình thần kinh tỷ á, thì nó làm cho cái tỷ thức sanh lên. Thì như vậy cái tâm mà làm việc ngửi, tức là sự ngửi là tâm làm việc ngửi, thì có hai tâm tỷ thức, một là tỷ thức thọ xả quả bất thiện, hai tỷ thức thọ xả quả thiện. Thì cũng như thế đó, nếu quả bất thiện tức là chúng ta phải chịu những cái cảnh xấu, quả thiện thì chúng ta được những cảnh tốt, và những cái tâm sở đồng sanh cũng giống như thế đó. Rồi tới cái sự nếm qua cái lưỡi của mình ha, giống như thực phẩm mình ăn vào, đụng vào cái hệ thần kinh mà thiệt trên trên cái trải dài trên lưỡi mình đó, thì khi mà cái biết được cái thiệt, là biết được cái vị này đó, thì qua cái sự nếm này, và cái sự nếm này tâm làm việc, tức là một trong hai tâm thiệt thức, thiệt thức thọ xả quả bất thiện, hoặc là thiệt thức thọ xả quả thiện, tức là cái tâm mình nó biết được cái cảnh qua cái lưỡi. Tức là nếu mà cảnh vị thuộc về cảnh tốt, cảnh ngon, cảnh thưa, cảnh 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 thơm, cảnh này cái cảnh cảnh mà tế nhị đó, thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Còn nếu mà cảnh xấu, cảnh mà ghê tởm thì nó thuộc về thiệt thức thọ xả quả bất thiện. Thì như vậy cái sự làm việc ném, sự ném là chính là hai tâm thiệt thức này. Nếu thuộc về quả bất thiện là thọ thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nếu là thiện thì thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân. Thì như vậy đây là nói về sự ném hai tâm thiệt thức cùng đồng sanh chung với bảy tâm sở biến hành. Rồi riêng cái sự xúc này, tức là cái sự xúc chạm giữa cảnh tiếp xúc vào căn và thân, thần kinh thân, thì khi sự tiếp xúc này nó làm cho hai tâm thân thức sẽ lên, tức là một trong hai tâm thân thức này, một là thân thức thọ khổ quả bất thiện của nhân, hai là thân thức thọ lạc quả bất thiện của nhân. Thì như vậy chúng ta thấy là nó có cái sự xúc chạm trực tiếp vào thân mình, cho nên nó phải có những cảm thọ khác với là bốn cái đó, mà thấy nghe ngửi nếm chỉ là thọ xả, nhưng mà riêng về cái sự xúc thì nó một là thọ khổ, hai là thọ lạc. Chẳng hạn như giờ một người bị đánh đập thì cái sự tiếp nó làm cho cái thân tiếp xúc thân này làm cho cái thân này bị đau đớn, thì lúc đó thân thức nó sẽ phải chịu cái cảnh đau đớn đó. Thì lúc đó chúng ta bị lãnh cái thân thức, gọi là thân thức thọ khổ quả bất thiện của nhân. Còn nếu được sự êm ấm, được sự mà
thoải mái về thân, chẳng hạn như nằm trên giường đẹp, hoặc là mình được mặc những cái đồ đẹp, cái thân được thoải mái an lạc, thì có thân thức họ lạc thuộc về quả thiện. Thì như vậy cái sự tự xuất đây là nói về hai cái thân thức, một là thân thức thọ khổ, hai thân thức thọ lạc. Thì lúc này cũng có bảy tâm sở biến hành đồng sanh chung. Thì như vậy thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là năm cái vấn đề này chúng ta thường xuyên chúng ta thấy, thì nó luôn luôn là đối với đời sống mình, nó luôn có mặt. Thì như vậy sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự xúc chạm, thì nó qua những cái nội tâm như tâm nhãn thức, tâm ý thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức, tâm thần thức, rồi đó là tới cái chúng ta học xong được cái phần sự số 7. Rồi tiếp theo là số 8 là sự hướng tâm. Sự hướng tâm sự hướng tâm rồi cái dòng tâm hai chấm. Thì đối với sự hướng tâm này, tâm thì có những loại tâm nào làm việc hướng tâm quý vị cho biết vậy. Rồi tâm nào ý một hướng tâm, rồi một rồi gì đó, cái đúng không? Hai rồi xa thôi đúng vậy. Tâm thì chúng ta có hai loại tâm làm cái phận xướng tâm, là một là kháng ngũ môn, hai là kháng ý môn. Ghi cho nó dễ, một kháng ngũ môn, hai là kháng ý môn, hoặc là ý môn hướng tâm, hoặc là kháng ý môn, kháng ngũ môn. Đó là hai tâm làm việc hướng tâm. Rồi tâm sở 11, tâm sở tà tha trừ hỷ dục. Trừ hỷ dục. Như vậy cái sự hướng tâm, tức là ở đây nói về cái tâm mình hướng đến cảnh, hướng đến đối tượng, thì cái tâm làm việc hướng đến đối tượng về cảnh ngũ á, thì có kháng ngũ môn. Tức là khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, nếm, thân xúc chạm, thì lúc đó kháng ngũ môn này nó làm thật sự là hướng về một trong năm cảnh, đối kháng hướng về một trong năm cảnh. Tức là nó hướng về cái cửa mắt là một môn, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân, tức là một trong năm môn này, thì nó nằm trong thuộc về là sự hướng tâm, tức là tâm mình nó hướng về đối tượng. Chẳng hạn như giờ khi mà có cảnh sắc nó đến, nó tiếp xúc qua vào cái thần kinh nhãn của mình, thì cái hình ảnh nó tiếp xúc vào đó, nó truyền cái tín hiệu vào, nó đụng vào cái dòng tâm thức, lúc đó tâm mình đang trạng thái hộ kiếp ha. Thì hậu kiếp vượt qua rung động với dòng nó kháng ngũ môn sanh lên, thì cái kháng ngũ môn là sanh lên nó hướng về cái chỗ con mắt, tức là cái cửa mắt đó. Bởi vì cái cửa mắt đó là chỗ bắt lấy cảnh sắc, thì kháng ngũ môn làm việc đầu tiên trước mở cửa để nó thấy cảnh sắc đó, nó bắt cảnh sắc đó, thì lúc đó tâm kháng ngũ môn làm việc để mà hướng tâm là một. Rồi nếu mà kháng ngũ môn thì trong lỗ ý mình ví dụ như cảnh thuộc về cảnh pháp mà, thì kháng ngũ môn làm việc hướng tâm là hướng về cảnh ý đó. Cảnh pháp đó, thì như vậy tâm có hai loại làm việc và kháng ngũ môn và kháng ý môn. Khai cũng được, kháng cũng được, nhiều chỗ dùng khai ngũ môn, khai ý môn, hoặc là ngũ môn hướng tâm, hoặc là ý môn hướng tâm, dùng nhiều cách để mình hiểu cái đó. Rồi như vậy tâm sở thì nó cũng mình trước mình học tâm sở đồng sanh thì biết nó có 11 tâm sở tà tha, nó trừ hỷ dục, trừ hỷ ra, nó thuộc về thọ xả, nó không có hỷ và dục, không có cái dục đó. Thì như vậy đó là cái sự hướng tâm, chúng ta có hai loại tâm, một là kháng
ngũ môn hay là khán y môn. Nắm được cái gì? Hello, nắm được cho biết vậy. Ok ha, dễ đâu có gì khó ha. Rồi tới số mấy qua này, rồi qua số 9, sự tiếp thâu. Chính là sự tiếp thâu. Sự tiếp thâu. Rồi về tâm, có mấy loại tâm làm cái phần sự tiếp thâu? Xin cho biết đi. Alo, có mấy loại tâm làm sự tiếp thâu? Tiếp theo thọ xã thiện là gì nữa, thọ xã và bất thiện, đúng rồi. Như vậy sự tiếp theo chúng ta về tâm thì nó có hai tâm tiếp theo, là tiếp theo thọ xã quả bất thiện vô nhân, thứ hai là tiếp theo thọ xã quả thiện vô nhân, tức là hai cái tâm đó làm phần sự để tiếp thu cảnh ngũ, từ năm cảnh, một trong năm cảnh ngoại đi vào, thì cái tâm này là phần sự là tiếp theo cảnh đó. Thì như vậy chúng ta có được hai tâm, tiếp theo thọ xả quả bất thiện và tiếp theo thọ xả quả thiện. Rồi tâm sở thì cũng có 10 tâm sở tha tha, trừ cần hỷ dục. Tâm sở có 10 tâm sở tha tha trừ cần hỷ dục. Cái này mình coi trước trước có thời gian, giờ mình chỉ cần ghi lại thôi ha. 10 tâm sở tha tha trừ cần hỷ dục. Rồi đó là số mấy, số 9 ha, 9 ha. Rồi vừa qua số 10 là sự quan sát. Sự quan sát. Rồi có mấy tâm quý vị? Mấy tâm làm phận sự quan sát? Quan sát tỏ xả quả bất thiện rồi gì nữa, quan sát tỏ xả quả thiện rồi gì nữa không? Quan sát thấy. À, đúng rồi, xa thấu. Thì như vậy chúng ta về quan sát, chúng ta có được ba loại tâm làm cái phận sự quan sát, đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, hai là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, ba là tâm quan sát thọ xả thọ hỷ quả thiện vô nhân. Thì như vậy trong cái phần tâm chúng ta thấy có được ba cái tâm làm phận sự để quan sát. Tức là khi đối tượng vào nó ba cái tâm này nó làm phần sự để quan sát cảnh. Thì như vậy tâm sở thì chúng ta có 11 trừ cần và dục, là nói chung ha, 11 trừ cần dục, bởi vì có tâm quan sát thọ hỷ trong đó nữa ha, thì chúng ta lấy trừ cần của dục thôi.
Rồi, đúng rồi. Ok. Với số 11, sự xác định. Sự xác định. Mở ngoặc phân đoán. Xác định mở ngoặc phân đoán, đúng không? Rồi. Bây giờ tâm có bao nhiêu loại tâm làm phần sự xác định này? Hello. Bao nhiêu loại tâm làm ẩn sự xác định phân đoán? Có dấu hỏi là sao? Viết viết còn thầm em mới dấu hỏi làm sao nữa, làm sao cô Nhật Quỳnh, sao cô Mới Ta, làm sao cháu, làm sao đề có dấu hỏi kìa, quý vị có ý kiến gì không? Không hay ý kiến nha. Rồi. Ok, rồi, sự xác định nó chính là chỉ có một tâm thôi, một cái tâm làm việc xác định, tâm kháng ý môn, đó là cái ý môn hướng tâm á, là cái tâm đó nó làm ngay cả trong lộ ngũ và lộ ý, nó cũng làm cái phần sự là xác minh cảnh, nó là tâm kháng ý môn. Thì khi chúng ta học về, từ từ mốt mình học về lộ tâm, mình sẽ thấy được những cái phần sự này một cách rõ ràng, nó hiện bày ra ha. Như thế nào thì như vậy tâm làm việc xác định là kháng y môn. Rồi tâm sở có 11, tâm sở là tha trừ hỷ và dục, 11 tâm sở là tha trừ hỷ và dục. Đó là số 11. Bây giờ mình qua số 12, sự động tác. Sự động tác. Phải có nha, sự động tác phải có nha, ai mà ghi trúng hả? Sự động tác. Rồi về tâm có bao nhiêu loại? Ghi lên coi. Sự động tác. Xem có ná đó. Tâm. Thứ tự từ từ ghi lên nghe cho. Rồi, nhắc nhắc tuần nữa ha. Rồi tâm bất thiện có bao nhiêu loại làm việc động tác? Tâm bất thiện có bao nhiêu loại làm việc động tác? Rồi, quên hết trơn rồi, học đã quên hết rồi. Hello. Em luôn. Học gần 2 năm trời giờ hỏi lại quên hết rồi. Tiêu rồi. Nào mà thà. Rồi còn ai bổ túc gì nữa không? Gì vậy?
Ghi chữ gì tại? Tâm bất thiện có bao nhiêu loại tâm làm phận sự động tâm? Alo. 12 đúng rồi, xa thứ 12 tâm bất thiện làm việc động tóc. Nhưng sao cô như Quỳnh có 4 là sao? 12 tâm bất thiện, 4, 8 tham, 2 sân, 2 si làm phận sự động tóc. Ok, rồi chưa? Xong ha, ghi xuống, nhớ ghi ra nha. Rồi tâm vô nhân có bao nhiêu tâm làm việc động tóc? Tâm vô nhân có bao nhiêu? Gì xin đi xin đi à thứ sao ok đúng rồi, xa thú phụ dân xa thú là một ưng cúng vi tiếu hay là tí sinh tâm làm việc động tóc. Cho Nguyễn nhớ ghi xuống nhàn lát gom lại cái ghi ra rõ ràng ha. Động tóc của cháu đó là những cái tâm mà nằm trong cái lộ tâm thuộc về mà tạo nghiệp đó, tức là bảy cái động tác, bảy sắc na động tác á, một hai bốn năm sáu bảy cái sắc na động tác thì tôi kêu là những bảy sắc na đó là những cái loại tâm tạo nghiệp. Còn những cái tâm vô nhân nãy, mà những cái tâm quả vô nhân nãy đó là những cái tâm quả khác ha. Còn cái tâm động tác là cái tâm tạo những nghiệp, nó làm những phần sự mà tạo nghiệp, nó làm những phần sự giống như là khi mà mình thấy cảnh sắc này kia xong đó, tâm tha mình sanh khởi. Cảnh sắc vừa lòng mà tham ái mình sanh, cảnh xấu thì cái tâm sân mình sanh khởi, thì cái lộ đời động đó là động tóc. Đúng rồi, nó chạy nhanh, tức là bảy sắc na nó chạy liên tục giống như bảy sắc na tâm lực ha, thì kêu là bảy sắc na động tóc trong lộ tâm nó diễn tiến như vậy. Thì trước hình như có giảng nói rồi đây mà ha. Rồi được chưa, là nắm chưa rồi? Chưa nữa. Rồi giờ tới tâm dục giới tịnh hảo có bao nhiêu tâm làm phận sự động tóc? Động tóc là tốc độ, là nhanh, là động tóc, là chạy nhanh, là cái tâm mà lúc đó nó làm cái phận sự, tạo với những cái nghiệp. Ví dụ bảy cái sắc na động tóc nó sanh lên để nó thỏa mãn cảnh đó, hoặc là nó nếu gì bất thiện là tham, hoặc là sân, hoặc là si, còn như thiện pháp thì nó khác ha, là những cái tâm thiện vân vân. Thì bây giờ với ta về dục giới tình hảo nè, có bao nhiêu tâm là phận sự động tóc? Phụ dân nói là 8 đại thiện, rồi Nhật Quỳnh nói mấy, Nguyên Như mấy, Châu Nguyễn mấy, Simata mấy? Tự nhiên nó mất rồi. Chữ động cái gì á? Động tóc thì có 12 tâm tham làm phận sự động tóc, tức là khi mà trong cái lộ trình tâm thì trước học á, thì chúng ta học rõ ràng á, thì khi mắt thấy cảnh sắc phải không, thì lúc đó nhãn thức là kháng u môn sanh nè, rồi mới nhãn thức sanh nè, rồi mới tiếp thâu cảnh đó vô, rồi quan sát cảnh đó, rồi mới xác định cảnh đó là đẹp là xấu là này kia, là không, thì sau khi xác định xong á, thì bảy cái sắc na động tóc nó sanh lên để nó kêu là thực, nó ăn cái cảnh đó. Và nó thì hồi xưa ngày định sự dịch là thực, có giờ nó dịch là động tóc, là lúc đó nó bảy cái sắc na nó chạy tha bảy sắc na vậy đó, thì cái những cái tâm đó nó làm cái phận sự là nó tạo nên những cái thể loại mà tâm để mà thỏa mãn hoặc là khó chịu, hoặc là nếu mà những cái trạng thái mà của nhưng mà thánh thì nó khác nữa, thì đó là những cái đó được gọi là động tóc. Thì 12 tâm tham là một trong 12 tâm tham để sẽ làm phận sự đó. Nếu về tâm tham, về tâm vô nhân thì có một ưng cúng vi tiếu, thì mật thánh la hán ta sử dụng tâm ưng cúng vi tiếu
ở đây là thấy cảnh ta cười, thấy mỉm cười đó, thì lúc đó tâm nó làm phận sự đó. Rồi nóng lên chưa? Có chỗ dịch là động lực ha, chỗ giờ dịch là động tâm. Rồi giờ vô cái thiện dục, tâm dục giới tình hảo, nói lại này, tâm dục tình hảo có bao nhiêu nè, vậy cho lại rõ đi, rõ ràng lại nè. Tức là những khi mà nói tới động tóc á, thì nó không có dính dáng người ta tâm quả, những cái tâm quả là không có làm gì động tóc. Được chưa? Dục giới tịnh hảo có bao nhiêu tâm làm việc động tập? Tám thiện tám di tác, xa thú xa thú, đúng vậy, chính xác. À này, này phải được không? Đó, giỏi. Tám thiện tám di tác, tám cái tâm quả thì nó không có làm việc mà động tập ha, bỏ nó ra. Thành ra mình có tám thiện tám di tác, dục giới tịnh hảo làm còn sự động tập. Rồi tiếp đến là tâm vô ê, tâm sắc giới có bao nhiêu? Tâm sắc giới sắc giới bốn điện Quyền Trang đúng đó, Quyền Trang xa thú Nhật Quỳnh ghi thiếu chứ mà. Năm thiện sắc giới, năm di tác sắc giới làm việc tổng đốc là 10 ha, năm cộng năm là 10. Rồi đúng rồi, xa thú ha. Quyền Trang giỏi quá rồi. Rồi tới vô sắc giới có bao nhiêu? Vô sắc giới có 8, đúng rồi, xa thú 4, thiện vô sắc là 4, di tác vô sắc là 8, làm việc động đốc ha. Rồi chưa thế, chưa thấy con nhiều quý vị. Chưa thấy nguyên trang hàng 10, phù dân 40, nguyên dương nhiêu, Việt Quỳnh nhiêu, Simata nhiêu, Châu Nguyễn ngồi im ru hoài không bao giờ đó trả lời nha, Châu Nguyễn nha, 40, nguyên dư 40, phù dân 40, xà thứ đúng vậy là 45 siêu thế làm vận sự và động tốc. Thì nguyên trang 20 là hơi bị lộn chút xíu này ha, bởi vì cái tụi cái tâm quả này của cái tâm siêu thế đó, đạo quả đi liền à, đạo quả đi liền nha. À, thì như vậy nó vẫn làm được động tác, nó không phải là cái kết quả giống như những tâm quả à, cho nên siêu thế là có 40 hoặc là mình nói 8 thôi cho nó gọn ha, 8 siêu thế là 4 đạo 4 quả. À, thì giờ nó gom lại tâm, thì nếu mình tính siêu thế có 8 thôi thì nó có 55 tâm, tâm có 55 55 tâm. À, 12 bất thiện, 1 vi tiếu, 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới, à, 5 siêu, 5 sắc giới, 5, 5 thiện sắc giới, 5 di tác sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 4 di tác dục giới, 8 siêu thế, 8 hoặc 40 siêu thế em. À, thiện. Rồi 40 siêu thế hoặc là 8, 8 siêu thế cũng được, nếu mình nghĩ gọn là 8. À, thì như vậy những cái tâm này nó làm những phận sự là động tốc. À, nếu mà là à, phàm nhân thì những cái loại tâm mà loại bỏ những cái gì tác ra. Nếu là phàm nhân thì chúng ta chỉ có 12 tâm bất thiện, 8 thiện dục giới, 8 thiện dục giới tình hảo đó, làm phận sự động tốc ha. Hoặc là thiền, nếu mình vô thiền thì mình có 5 thiện sắc giới. À, hoặc là năm hoặc là bốn thiện vô sắc giới nếu là phàm nhân, còn nếu bậc a la hán thì
hoặc là những bậc thánh thấp vẫn không có được những cái tâm di tác, chỉ có bậc A-la-hán mới có những cái tâm di tác. Lúc người ta suy nghĩ suy tư này kia thì lúc đó có những cái tâm di tác, xài tâm di tác, không có xài những cái tâm như mình. Khác cái xíu đó. Chỉ như vậy tâm chúng ta có được là 55, 12 bất thiện, 1 vi tiếu, 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới, 5 thiện sắc giới, 5 di tác sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 4 di tác vô sắc giới và 8 sự thế. Thì tâm sở thì mình nói chung là có 52, nói chung hết là 52 tâm sở. Tâm sở 52. Tâm sở nữa, ghi phần tâm sở vô cho nó đủ hoài đi. Tâm sở cái gì vậy? Tâm là đâu phải 52, tâm là 55, tâm là 55 tâm, tâm là 55 tâm, còn tâm sở thì 52. Ghi lại lộn xộn như này rồi, tâm 55. Nếu mà tính 40 tính 8 siêu thế thời gian ghi 8 siêu thế là 55. 52 87 đúng không? Đó, tâm sở thì có 52. Ghi lại sửa lại chút xíu cho, sửa lại chút xíu cho nó đúng rồi. 55 87. Là 87 chứ phải 57 đâu. Năm mươi lăm, ghi 55 thôi, bỏ cái ghi ra cho nó gọn đi. 55 nè, rồi tâm sở 52 vậy thôi, gọn vậy thôi để thôi rối nùi lên. Tâm có 55, tâm sở là có 52 rồi, đúng rồi đó, như vậy nó rõ ràng vậy thôi. Để nếu mà làm thành cái bài viết cho nó rõ ràng ha. Được chưa? Xong cái phần sự động tác chưa? Là những loại tâm làm việc động tác, tức là 12 tâm bất thiện. Là 12 tâm này là phần sự động tác, là tham, sân, si làm phần sự động tác. Thì trong cái động tác nó có lộ động tác thì nó có 7 cái sát na ha. Thông thường là 7 cái sát na và động tác là sát na thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu, thứ bảy. Thì trong cái sát na thứ phàm nhân mà nó đối với tâm sát na thứ nhất thì nó cho quả, đó là cái nhân nó cho quả trong cái kiếp hiện tại. Nếu nó cho quả liền ngay trong hiện tại. Còn cái thứ bảy, sát na thứ bảy nó cho quả kế tiếp trong kiếp kế. Sát na giữa đó, là cho bất định ngày giờ, là không biết được lúc nào nó chỗ nó hứng nó chỗ nó rõ không. Thì đó là do vậy đối với phàm nhân của mình thì bảy cái sát na này là bảy sát na tạo nghiệp, nó làm cho chúng sanh bị đau khổ hay hạnh phúc gì là cũng là do nó. Còn đối với những bậc thánh phàm, bậc thánh mà sơ nhị tam quả thì cũng có những cái này, nhưng mà nó nhẹ hơn chúng ta. Còn bậc a la hán thì không xài những cái tâm này, nó không xài những cái, không có tạo nghiệp nữa, không có còn tạo nghiệp nữa. Bậc thánh a la hán và chỉ sử dụng tâm di tác. Thì bảy sát na này của bậc a la hán là chỉ
làm việc cách bình thường, không có để lại hậu quả của nó. Thì đó là sự động tác thì 55, 52, 56. Rồi, xuống dòng 5 làm nhiệm vụ gì đây? À, ngoại trừ từng phần cái này, nếu mình ghi vậy phải ghi ngoại trừ tâm di tác, phải ghi rõ luôn chứ không phải lộn. Biết người ta khỏi ghi cũng được, phải ghi ra nó rất rối, làm cho người ta rối, mình khỏi ghi cái đó cũng được. Rồi vậy ha, xong ha, xong cái phần động tác là biết rồi ha. Rồi tiếp theo số 13 là sự thập di. Số 13 sự thập di, mở ngoặc, mót, đóng ngoặc. Sự thập di mót. Sự tập di sự mót nghĩa là cái tâm mà nó làm một cái phận sự mà nó hưởng lại cái cảnh dư tàn của cái tâm động tác à, thì được gọi là sự tập di, tức là nó ăn mót, nó ăn ké, nó ăn lại cái dư sót đó. Giống như mình ăn xong mình chép miệng hay dư sót đó, thì gọi là tập di hay là mót à, chẳng hạn như giờ mình một người mình đang ngồi mình thấy một cái cảnh quá lớn thì cái tâm mình nó làm cho mình hoảng sợ thì cái tâm mình nó sẽ bị chấn động, nó bị mạnh quá đó, thì cái bản cái động tác nó làm việc nó còn bị rung động, nó chưa có dứt được thì tâm tập gì nó xen lên, nó làm việc, nó hưởng tiếp cái cảnh đó để ăn mót lại cái cảnh đó thì được gọi là sự mót hay là sự tập di. Cái này để học sao ha, bài này cái phần này nó cũng khó. Rồi tập di về tâm thì nó có 11 tâm, tâm 11 là phần sự tập di á, tâm có 11 và ba quan sát cộng 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Ba quan sát cộng 8 quả thiện dục giới tịnh hảo. Ba quan sát cộng 8 quả thiện dục giới tịnh hảo, đúng rồi, đó là những cái tâm mà nó làm phận sự để hưởng cảnh dư tàn của tâm động tác thì được gọi là tâm mót. Ba quan sát 8, đúng rồi, ok. Rồi về tâm sở có 33, tâm sở có 33 tâm sở, 13 tự tha, 19 tâm sở tịnh hảo biến hành cộng tuệ quyền là 33. Rồi đúng rồi, đó là nói về cái sự thập di, tức là sự làm việc mót, hưởng cảnh dư tàn, hưởng cảnh di sót thì gọi là sự thập di. 11 tâm là ba cái tâm quan sát, lúc này ba cái tâm quan sát thọ xả hoặc thọ hỷ, ba cái tâm này nó sẽ làm phận sự là xen vô nó là cuối của cái lộ động tác thì nó xen vô sát na nữa, một hai sát na ba nó hưởng cái cảnh dư tàn của cái lộ động tác. Hoặc là một trong tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo sanh lên, xen vô nó làm phần sự để nó hưởng dư tàn hoặc là nó đệm, nó lót đệm để nó hưởng lại cảnh đó và nó trở về cái lộ trình tâm bình thường lại.
Thì chúng ta thấy rằng đó là về cái sự thập duy. Cái này chúng ta sẽ học về riêng về cái bài này, một có bài riêng về cái đó, thì thời gian sau chúng ta sẽ học đó. Giờ mình biết sơ sơ thôi ha. Rồi cái số cuối cùng là sự là 14, 14 là sự tử. Sự tử. Sự tử là những cái tâm làm phận sự để mà chấm dứt cái đời sống, tâm tử là sự tử. Thì về tâm nó cũng giống như là tâm tục sinh. Tục sinh tâm nào tử tâm đó. Ví dụ như mình tục sinh bằng những cái loại tâm như là quan sát thọ xả hay là tâm quả dục giới tình hảo, thì tục sinh tâm nào mình tử bằng tâm đó. Mình nhớ nè, thì như vậy tâm tục sinh bữa mình học đó, về tục sinh đó thì có 19 tâm, thì sự tử cũng vậy, nó cũng có 19 tâm. Tâm có 19. Hai tâm quan sát thọ xả cộng 8 tâm quả dục giới tình hảo cộng 9 tâm quả đáo đại. Tâm 19, hai quan sát thọ xả cộng 8 dục giới, 8 quả dục giới tình hảo cộng 9 tâm quả đáo đại. Chín trong 19 tâm có 19, hai quan sát thọ xả, 8 quả dục giới tình hảo và 9 tâm quả đó lại. Rồi 8, 7, 19 đúng rồi đó, 19 ta cho nghĩ đúng rồi. Thì sự tử có 19 loại tâm là việc tử. Rồi tâm sở có 35, tâm sở có 35, 13 tự tha, 22 tâm sở tình hảo trừ giới phần. 13 tất cả 22 tâm sở tình hảo trừ giới phần. Rồi, đó là sự tử, tâm nó có 19. Sở có ba. Thì chúng ta trở lại cái phần tâm tục sinh thì chúng ta sẽ thấy vấn đề nó có những cái tương quan với nhau. Thì khi mà mình có người mà tục sinh thì tục sinh bằng tâm nào, thì trong kinh trong vi pháp Phật dạy khi người tục sinh bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó. Và tục sinh cũng là một cái loại tâm để nó làm phận sự hộ kiếp luôn, làm phận sự hộ trì kiếp sống, là sau khi một cái sát na tâm tái tục tập tục sinh đó, thì nó sẽ trở thành, nó làm qua phần sự khác là làm phần sự hộ kiếp, là gìn giữ kiếp sống và thuộc về sự hộ kiếp. Thì chúng ta học về sự tục sinh đó, thì nó có 19 tâm và 2 tâm quan sát và xả, 8 tâm quả dục giới tình hảo, 9 tâm quả đạo đại, cũng làm phần sự tục sinh. Thì khi mà hai cái tâm quan sát và xả này đó, thì chúng ta hiểu đó là một là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, đúng chưa? Thì tâm quan sát thọ xả quả bất thiện làm việc tục sinh ở cảnh giới khổ, súc sanh, quỷ, Atula, địa ngục, là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện nó làm phận sự tục sinh ở cảnh giới đó. Và khi nó tục sinh cảnh giới bằng cái tâm đó thì hộ kiếp nó cũng bằng tâm đó, và khi nó tử nó cũng tử bằng tâm đó, nó tử bằng cái tâm quan sát thọ xả đó. Nhưng mà tục sinh nó làm không có nha, tục sinh tâm nào tử bằng tâm đó. Nhưng mà tử bằng tâm nào thì không có phải là tục sinh là tâm đó nha. Phải nhớ rõ ràng, nó ngược lại cái nó khác liền ha. Bởi vì khi mà mình, một con thú nha, nó tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện của nhân, thì nó làm phận sự hộ kiếp, rồi cái tâm đó làm hộ kiếp, rồi xong nó tử bằng cái tâm đó luôn. Nhưng mà khi nó tái sanh nó lại, những cái quả thiện nó sanh lên, tâm quả thiện có thể sanh lên làm người đó lại, thì nó không còn là tục sinh bằng tâm đó nữa. Sanh làm người, sanh làm chư thiên, thì nó bắt đầu nó qua những cái loại tâm khác. Thì như vậy chúng ta nên biết rằng tục sinh tâm nào thì tử bằng tâm đó, đúng.
Nhưng mà tử bằng tâm nào thì không có phải là thực sinh bằng tâm đó nha. Thành ra chuyện lộn cái đó là chết rồi. Rồi cái tâm quan thứ nhất, các thọ xả quả bậc thiện, thì là phận sự tụ ở cõi khổ, súc sanh nghĩ là địa ngục. À, rồi tâm quan sát thọ xả quả thiện thì tục sinh ở cõi vui, à, thuộc về được xếp vào người lạc vô nhân. Tức là bởi vì tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì tục sinh lại làm người lạc vô nhân, tức là người tục sinh đó là người đó, là cái tâm tục sinh đó không có ba cái nhân thiện, à, nhưng mà thuộc về tâm quả thiện vô nhân, à, cho nên được xếp vào người lạc vô nhân. À, người này sanh ra là giống như là bị những tật nguyền từ lúc tục sinh, à, bị môi, bị đuôi, bị này kia nọ, trong cái lúc mà ngày đầu tiên tái tạo là nó đã có những cái chủng đó rồi ha. Thì những người sanh ra bị cái đó là thuộc về người lạc vô nhân. À, rồi với người nhị nhân, tức là người tục sinh bằng bốn tâm đại quả ly trí dục giới. À, thì khi mà tục sinh bằng bốn tâm đại quả ly trí dục giới thì sẽ có hai nhân thôi, vô tham và vô sân. Thì những người này sanh ra là không có cái tâm nền tảng, tâm quả, tâm mà tục sinh, không có tâm sở tự quyền, tức là không có trí tuệ đó. À, thì về làm người nhị nhân thì tục sinh bằng tâm người tâm quả nhị nhân của người nhị nhân, tâm quả ly trí này thì tử cũng bằng tâm đó. Và người tam nhân thì tục sinh bằng bốn tâm đại quả hợp trí, à, thì tục sinh cái tâm đó tử cũng bằng tâm đó luôn. À, còn những bậc thiền, những vị thiền thì tám tâm quả, chín tâm quả đạo đại, tức là năm tâm quả sắc giới, bốn tâm quả sự giới, à, tục sinh bằng tâm đó, cũng tử bằng tâm đó. Thì như vậy qua vấn đề chúng ta thấy sự tử, tức là sự chấm dứt của một đời sống của mình, một đời sống chúng ta đang sống nè. Giờ khi mình tử là mình cho cái tâm tử sanh lên là, à, khi ta tâm tử sanh lên thì chấm dứt, thì tâm tử chấm dứt, à, thì tử tâm nào, thì khi mà tục sinh tâm nào thì chúng ta phải tử bằng cái tâm đó, tức là không thể làm một loại tâm khác. À, thì đây là vấn đề chúng ta hiểu một cách rõ ràng về cái sự làm việc của những loại tâm. Về tâm thì có 19 tâm tử đó, tâm tử là 19, và hai quan sát thọ xả, tám thiện, tám quả thiện dục giới tịnh hảo, chín tâm quả đó đại. Vì vậy sự tử được biết là có 19 loại tâm. À, thì nếu mà tục sinh cảnh giới nào bằng loại tâm nào thì tử bằng tâm đó. À, tục sinh cả cõi khổ thì tử cũng bằng cái tâm đó, cõi vui cũng bằng cái tâm đó. À, thì như vậy chúng ta đã học được sơ lược về 14 sự, à, qua cái sự tục sinh, hộ kiếp, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự ném, sự xúc chạm, rồi sự hướng tâm, rồi sự tiếp thâu, sự quan sát, sự xác định, sự tập duy, sự tử, thì chúng ta đã học xong được 14 sự này. À, nó thật sự không có gì khó, nó cũng cho chúng ta biết về phận sự của loại. À, trong những cái loại như vậy thì những loại tâm nào nó làm phận sự nào, để chúng ta phân rõ, định ra, ta biết được khi mình đi tới vấn đề mà càng lúc là càng vô sâu á, thì những cái lộ tâm á, mình sẽ thấy được vấn đề nó diễn tiến và những cái sự việc nó sẽ ra như vậy, thì chúng ta sẽ nhận ra được một cách rõ ràng hơn qua cái 14 sự này. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta đã học xong 14 sự ha. À, quý vị đã được có được cái tục sinh tâm nào thì đúng rồi, khi mình tục sinh bằng cái tâm đó, à, cái tâm đó làm việc tục sinh, thì giờ tử thì cái tâm nào tử, thì cái tâm tục sinh nó hết phước, cái tâm nó tử, nó cái phước nghiệp nó sanh hết rồi thì cái tâm nó làm sự tử luôn. À, thì như vậy khi mà tục sinh là do cái nghiệp phước hoặc là do cái gì trong quá khứ nó cho cái tâm tái tục, mà khi đến lúc nào nó hết cái đó thì nó sẽ bị không còn năng lực nữa thì nó tử. À, nhưng mà tử tâm nào thì không có tục sinh là tâm đó, à, bởi vì khi mình tử thôi thì chấm dứt là hết cái đời sống đó thôi, cái giống như cái năng lực của cái tâm đó nó cạn rồi, hết rồi thôi. Nhưng mà khi sanh trở lại thì do cái nghiệp lực, à, cái lộ động tác cuối cùng đó, cái lộ cận tử đó, cho ra một cái tâm tục sinh mới. À, nó tùy theo cái lộ động tác cuối cùng. À, bảy sắc na, bảy sắc na động tác đó.
Bây giờ mình lấy một cái thí dụ cho nó dễ thấy ha, là mình thấy cái sự liền ha. Thứ nhất là giờ sát na đầu tiên là sát na là sự tục sinh, à, là mình thấy là có sự tục sinh ha, và sự hộ kiếp, tức là cái tâm tục sinh này nó bỏ công việc tục sinh, nó nhảy qua làm công việc hộ kiếp, à, hộ kiếp sanh, hộ kiếp liên tục vậy đó. À, rồi khi mà có cảnh rồi vô đó, thì có cảnh sắc vô tiếp xúc với con mắt, à, tiếp xúc với cái thần kinh nhãn đó, à, thì kháng ngũ môn sanh lên, tức là sự kháng môn, à, là kháng ngũ môn sanh lên làm phần sự là hướng về cái cửa mắt, à, thì cái tâm kháng ngũ môn sanh lên làm phần sự hướng về đó, rồi mới nhãn thức sanh lên làm sự thấy, à, khi nhãn thức sanh lên làm cái sự thấy là thì nó mới tiếp thu cái cảnh nó vô, thì một cái tâm sanh lên để tiếp thu cảnh làm phận sự là tiếp thu, à, rồi tiếp thu cảnh vô xong nó nhường lại cho một tâm khác sanh lên tiếp làm phận sự là quan sát cảnh, à, khi quan sát cảnh xong là mình để một tâm khác sanh lên làm phận sự là xác định cảnh, là kháng nghi môn làm phận sự xác định cảnh, rồi khi xác định cảnh nó rồi á, thì nhường lại cho bảy cái sát na động tác là tham hoặc là sân hoặc là thiện, thì bảy cái sát na động tác này làm phận sự là động tác, à, thì sau khi động tác nếu mà cảnh quá lớn á, thì cái sát na tâm này nó hưởng cảnh không hết thì tâm mót nó sẽ sanh lên, là nó cho nó đủ cái hưởng cái dư tàn đó thì là sự mót, à, rồi xong cái giờ phút cận tử, ví dụ như giờ chót cận tử là năm cái sát na động tác, nếu là thuộc về tâm thiện thì năm sát na thiện sanh lên làm việc động tác, à, rồi tới tử là sát na tâm tử, nó tử là chấm dứt cái đời sống đó thì nó sanh lại một cái loại tâm khác tục sinh do cái nhân của năm cái sát na cận tử này cho cái tâm tục sinh, à, tái sanh lại một kiếp sống khác, nếu là thiện thì nó cho cái tâm tục sinh lại là tâm quả thiện, à, quan sát thiện hay là tâm quả dục giới tịnh hảo, à, tôi sanh trở lại, à, tục sinh trở lại, thì đó là như vậy, à, là những cái sự nó sẽ diễn tiến theo cái diễn tiến của lộ trình tâm mà nó ra cho chúng ta thấy được những cái sự việc nó diễn tiến. Có gì cái nắm được mà alo. Rồi, được ha, có gì đâu, cái từ từ mình sẽ thấy cái này nó cũng diễn tiến theo cái phận sự của từng loại tâm nó như vậy, à, thì giờ mình nhớ cái chỗ cái từ tử là sự tử, thì tục sinh tâm nào thì nó tử bằng tâm đó thôi, bởi vì cái tâm đó nó làm phận sự vừa tục sinh mà vừa hộ kiếp mà vừa tử đó, thì đó là một loại tâm làm sự như vậy, à, nhưng mà tử tâm nào thì không phải là tục sinh lại, à, không phải tục sinh lại tâm đó, nó khác tùy theo. Rồi như vậy là chúng ta đã xong 14 sự một cách sơ lược nha, để mình nắm được ý nha, rồi từ từ mình đi lần vô, cứ mình đi từng bước mình vô lần mình sẽ thấy vấn đề rõ hơn, chứ giờ mà dồn vô quá mình rối lên ha. Rồi do phước báo hôm nay chúng ta học được, thì mình cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sáng lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. À, mời MC lên hồi hướng nha. Dạ sa thú như Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh Kinh đã bỏ thời gian dạy bài học ngày hôm nay để cho đạo tràng được hiểu, và nếu hiểu và hành được thì sẽ được an vui ngay hiện tại và được an vui lâu dài. Dạ một lần nữa Ngọc Bình xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Huynh Kinh rất là nhiều. Dạ bây giờ thì không có Đại Đức Pháp Trang, cũng không có Ngài Trí Đức, mà Huynh Kinh thì đã chúc phúc rồi. Dạ Ngọc Bình kính mời đạo tràng cùng với Ngọc Bình sám hối sau khi thính pháp, và sau đó thì hồi hướng luôn, tại vì Huynh Kinh đã chúc phúc rồi. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ ạ. Uất tà măng ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xung và ruột tà măng bùa thể dầu khá lý tổ đâu sâu buộc thâu khả mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật.
là đấng chí tôn chí thánh, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật, cuối sinh Phật bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê nào quanh đê hăng thẩm manh cha được vị thăng và răng thẩm mê vô kha li tô đổ sâu thẩm mô kha ma tu tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu nằm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cuối sinh pháp bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Uất tà măng ghê nà quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị tho tà măng sẵn khê vô khá đi tổ đô sâu sẵn khô cả mặt tù tăng mà măng, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi sinh tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Dạ, trước khi Nhật Quỳnh hồi hướng, Nhật Quỳnh xin thay mặt tràng kính cảm ơn cho Nguyễn rất là nhiều đã bớt bài học ngày hôm nay, kính cảm ơn tất cả đạo tràng.